Dạ vâng ạ, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Buổi tối hôm nay thì em lại có một số mặt hàng đang rừng, giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Đấy, chỉ từ 50.000 đồng 1 kg trở lên các bác nhé. Em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng cho các bác sau. Em có kiếm lô hội của Cao Bằng này, với giá chỉ có 50.000 đồng 1 cân các bác ạ. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn, đấy, xanh mướt luôn các bác ạ. Huyền thoại Đại Lan Huệ Đồng các bác nhé, có hai cây siêu to khổng lồ, có rất là nhiều cặp lá các bác ạ, cây xếp cực kỳ đẹp luôn, và có đùi gà tròn, đùi gà dẹt này. Hàng bây giờ đang đúng mùa ghép các bác nhé. Thanh nạm sứa này cũng 50.000 đồng 1 cân này. Hạc đỉnh lá kẻ dọc phát tài có hai hình các bác nhé, và hai vệ nữ đang có ngồng hoa. Đặc biệt nhất là em có hoàng thảo kèn, nên hoàng thảo kèn ở bên kia các bác ạ. Bây giờ cũng cuối mùa kèn rồi, kèn thì bây giờ chỉ có mùa này thôi các bác nhé, còn về tháng sau là không có kèn để bán đâu các bác ạ. Cái dòng này rất là hiếm và có giáng hưng đôi cáo này. Giáng hưng đôi cáo thì em có những cái giò đã thuần tại vườn, cây lá xếp đẹp các bác ạ. Này, mấy giò bên kia lên em sẽ giới thiệu sau, và em gửi hàng qua đường Viettel các bác nhé, em sẽ ship hàng toàn quốc. Này, các bác ở tỉnh nào thì em cũng ship được, nên là các bác yên tâm đặt hàng các bác ạ. Em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng lan luôn. Đầu tiên là mặt hàng kg này, còn những cái hình lan em sẽ giới thiệu sau. Hàng kg là em bán 50.000 đồng 1 cân cho kiếm lô hội của Cao Bằng. Cái dòng này thì mặt hoa của Cao Bằng thì rất là đẹp các bác nhé, đa số là hoa nó màu đỏ đô các bác ạ. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Hàng thân ngắn rất là đẹp luôn, chủ yếu thân ngắn như vậy thôi các bác nhé. Đây mặt hoa đây các bác nhé, màu đỏ tươi rất là đẹp. Đây là chụp ở trên cây luôn các bác ạ, nguyên bản luôn, hầu như là mặt hoa nó cũng như nhau cả các bác nhé, đều đỏ đỏ như vậy thôi. Của Cao Bằng là rất là đẹp. Đấy, hoa rất là đẹp các bác ạ, và giá nó cũng rẻ thôi, có 50.000 một cân, nên các bác mua 2 cân là thoải mái ghép rồi các bác nhé. Tiếp theo thì em chuyển sang thanh đạm sứa các bác nhé. Thanh đạm sứa thì mùa này đang có hoa này, hoa cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Cái dòng này bây giờ đi rừng tìm cách tầm khoảng mấy chục mét là ngửi thấy mùi thơm của nó rồi, mùi thơm ngào ngạt luôn. Và cái dòng này giá nó cũng rẻ, với lại hoa nó cũng đẹp các bác nhé, màu trắng sữa này. Đấy, 50.000 đồng 1 cân, các bác mua khoảng 3-4 cân là đi thoải mái ghép rồi. Em hôm nay em bán rẻ hơn mọi hôm các bác nhé, giá cực kỳ rẻ luôn, hàng rất là đẹp, hoa thơm. 50.000 là cái này là em lấy về là gọi là lấy công làm lái thôi các bác nhé. Hôm trước đi rừng thấy một ít lấy về bán chia sẻ cho các bác, chứ bây giờ mua với dân về nữa thì cũng không được lái các bác ạ. Này, có một ít này để cho các bác sưu tầm khoảng chục cân các bác ạ, 50.000 đồng 1 cân duy nhất hôm nay. Đấy, duy nhất hôm nay em bán giá rẻ cho các bác sưu tầm, hàng quá đẹp, hoa quá thơm các bác ạ. Thanh đạm sứa của vùng Cao Bằng chúng em các bác nhá. Tiếp theo em có đùi gà dẹt này, đùi gà dẹt thì hàng rất là đẹp, chủ yếu là hàng dê. Đấy, 180.000 đồng 1 cân này, hoa đẹp chưa các bác ạ. Hàng dê đẹp quá các bác ạ, chưa thấy cái lô đùi gà nào mà đẹp như lô này. Và cái dòng này hoa rất là đẹp các bác nhé. Này, mùa này là mùa ghép của đùi gà. Đây, nó xuống hết lá, lá vàng này nó chả ảnh hưởng gì, nhưng phải xuống hết lá thì nó mới lên mầm tơ mới. Mùa này là mùa ghép của dòng những cái dòng thân thòng này.
Để các bác ghép là ghép mùa này nhé, còn bây giờ khoảng 3-4 tháng nữa thì ghép không đúng mùa rồi. Tiếp theo là đùi gà tròn này. Đùi gà tròn thì đắt hơn đùi gà dẹt một ít các bác ạ, 200.000 đồng một cân. Cái hoa của đùi gà tròn là nó màu màu tím và nó có họng họng nhung đen này, này. Còn đùi gà dẹt là nó khác các bác nhé. Để mà cho các bác xem một bông bông gà dẹt, nó không giống đùi gà tròn này. Đùi gà dẹt là nó có mắt luôn, còn đùi gà tròn là nó này, nó nguyên một mắt nhung đen nên đen này. Còn đùi gà dẹt này có hai cái mắt bên cạnh đấy, các bác phân biệt rất là dễ. 200.000 đồng một cân cho đùi gà dẹt, à đùi gà tròn chứ em nhầm, đây, xin lỗi các bác nhá. Đến mùa này là mùa ghép của cái dòng đùi gà, nó đang lên mầm gốc đây, còn bây giờ nó lên cao tầm khoảng bằng này thì các bác đi ghép là không đúng mùa rồi. Mùa này là hợp lý các bác nhá, 200.000 đồng một cân cho đùi gà tròn. Tiếp theo em có những cái hình lan em đã ghi giá cụ thể cho các bác. Đầu tiên là hình số 1 này, em bán là 120.000. Đây là lan hạc đỉnh lá kẻ dọc phát tài các bác nhé. Đây, đang có ngổng hoa này. Các bác nào chơi lan thì nên mua sưu tầm. Cái phần này có rất là nhiều dề, em bán là 120.000. Này, có rất là nhiều dề nhé. Đi các bác trồng trồng vào đất, đất đen đấy các bác ạ. Cái dòng này hoa rất là đẹp, hoa màu trắng, trắng như là hoa của cái mận vậy các bác nhé. Đi các bác tìm hiểu trên Google là biết ngay đấy. Hoa nó màu trắng, trắng sữa kiểu đấy. Tiếp theo hình số 2 đây là van đai hương chanh này. Van đai hương chanh thì hoa nó màu sô-cô-la các bác nhé. Hoa nó rất là thơm, mà đặc biệt nhất cái dòng này nó nở hai mùa. Mỗi năm nó nở hai mùa hoa các bác ạ. Hình số 2 này em bán là 100.000. Rất là đẹp. Cái phần này thì có rất là nhiều, các bác thoải mái ghép nhé. Đây, rất là nhiều. Ghép thoải mái luôn. Hình số 2 là 100.000. Tiếp theo là hình số 3 này, 100.000. Cây lá xếp đẹp các bác ạ. À, cây xếp này đi các bác trồng ở chậu mình trồng thẳng đứng lên kiểu này nhá. Này hoa cũng cuối mùa hoa rồi các bác ạ. Màu nâu sô cô la rất là đẹp. Hình số 3 là cũng 100.000. Một đống này rất là nhiều các bác ạ, thoải mái ghép luôn. Tiếp theo hình số 4 là combo 3 loại lan. Có một cây hạc đỉnh lá kẻ dọc phát tài này. Cái vòi hoa của nó đây, hoa nó rất là cao các bác nhé. Và có một cây đại lan huệ đồng lá xếp này. Đi mình trồng một chỗ đây, thẳng đứng đây. Hình số 4 150.000. Có huyền thoại ngô đồng nữa các bác nhé. Có mấy rễ huyền thoại ngô đồng. Cái phần này em bán là 150.000 cho phần số 4. Cả đống này. Tiếp theo là phần số 5 là 100.000. Đây là hài vệ nữ. Đang có ngổng hoa các bác nhé. Đây, cái ngổng hoa của nó đây. Đây, hàng hôm qua vừa lấy về. Đây, xanh mướt luôn. Đi cái những cái rễ này thì cực kỳ dễ trồng đấy. Các bác chỉ cần đặt vào chậu thôi. Nguyên một rễ các bác nhé. Nguyên một rễ một bụi rất là đẹp luôn. Đang có ngổng hoa. Hình số 5 là 100.000. Nguyên một rễ. Tiếp theo hình số 6 đây, nhiều dề. Có rất là nhiều dề luôn, 100.000. Đang có ngổng hoa này các bác ạ. Đây. Đấy, ngổng hoa đây. Đây. Nhiều dề lắm các bác nhé. Cái phần này có rất là nhiều, một đống luôn. Đây, cả đống này. Cả đống này nhá, là 100.000 trên số 6. Tiếp theo là hình số 7 này, cũng 100.000. Đây, có bao nhiêu dề nhỉ? Toàn dề đẹp thôi các bác ạ. Ôi, cái dề này đẹp quá này. Đẹp chưa các bác? Mình ngồng hoa đây. Cái hoa của hai vệ nữ là nó độ bền rất là cao. Nó cũng phải đến 2 tháng đấy các bác ạ.
Cái hàng dê này dễ trồng lắm, đặt đâu xong đấy luôn. Đây cũng nguyên à, đây cũng một dê nữa này. Hình này có hai dê các bác nhá. Hình số 7 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 8 này. Hình số 8 là cũng 100.000 như nhau cả các bác ạ. Đây, cũng đều hàng dê. Ngồng hoa, đều có ngồng hoa cả các bác ạ. Đây. Đây, ôi. Cái dề này có 3 ngồng hoa các bác ạ. Trời, đẹp chưa? Hầu như dề nào nó cũng có ngồng hoa ấy, cái hình này. Đẹp lắm, hình này đẹp nhất này. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề. Phần này em bán là 100.000 cho hình số 8. Tiếp theo hình số 9 cũng 100.000. Đều hàng dề các bác ạ. Đây, ngồng hoa đây. Ngồng hoa lên hết rồi các bác nhá. Đây. Một dề này. Hai dề này, ngồng hoa rất là dài rồi. Trời ơi. Trời các bác ơi, ba ngồng hoa liền. Đẹp chưa? Trời. Đi là được ngắm hoa luôn các bác nhá. Hai dề à, ba dề này. Bốn dề này. Cái phần này bốn dề đẹp mê ly luôn. Hàng tuyển chọn luôn. Em bán là 100.000 trường số 9. Tiếp theo chuyển sang hoàng thảo kèn các bác nhé. Hoàng thảo kèn thì một dòng lan rất là hiếm. Cái dòng này không có nhiều đâu. Bây giờ qua mùa hoa là không có hàng để bán các bác ạ. Bây giờ cũng cuối mùa rồi đấy. Đây. Đây các bác ạ, hoa nó cũng gần tàn hết rồi. Mấy video trước thì em có kèn có hoa. Nhưng mà bây giờ nó tàn hết rồi các bác ạ. Còn hàng em bảo cắt tỉa lấy về ghép nhưng mà chia sẻ cho các bác một số. Những bác nào muốn sưu tầm thì alo em các bác nhé. Hàng em đã cắt tỉa đấy gọn gàng rồi. Hoàng thảo kèn hoa rất là tím đậm. Nó thuộc top những dòng lan đẹp đáng để chơi các bác ạ. Và cực kỳ sai hoa. Cái dòng này bé bé vậy thôi chứ nó tuổi đời nó rất là lâu năm rồi các bác nhé. Ví dụ cái rể này. Cái rể này là mỗi thân già nó một năm này. Mỗi mắt này. Như cái rể này cũng phải chục năm các bác ạ. Mà rừng nó thì không đủ chất dinh dưỡng nên là cây nó không được to. Bé bé vậy cũng ra hoa hết rồi các bác nhá. Đây những cái mắt hoa đây. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề, 6 dề, 7 dề, 8 dề, 9 dề. Hình số 10 là 220.000. Hàng vận chuyển từ rừng về thì bị gãy mầm gốc một số các bác nhá. Tuy nhiên nó sẽ mọc mầm mới này. Đấy, các bác nhìn đây. Nó gấy mầm chính rồi, bây giờ nó mọc cái mầm mới đây. Này. Nên các bác yên tâm, cái dòng này em trồng rất là nhiều rồi. Cực kỳ dễ thuần. Đấy. Hình số 10 220.000. Này. Nói chung là mầm gốc chính bị gấy thì nó sẽ mọc mầm mới. Nên là cái những cái rễ nào không có mầm gốc thì nó cũng sẽ mọc lại thôi, nên là các bác yên chí nhá. Tiếp theo hình số 11 này. 230.000. Cái hình này dề nó cây dài to nhé các bác nhé. Cây khá là dài nên em có ít dề nhưng mà giá cả nó cũng cao hơn cái hình bên kia. Này, mầm gốc đang lên này, một dề này, hai dề này đang lên này. Này, cái dề này đang mọc mầm mới các bác nhé. Ba dề, bốn dề này. Cái mầm gốc à, nó vừa nhú lên đây các bác ạ. Cái mầm gốc chính nó bị gấy rồi nhưng mà nó lại lên cái mầm mới này. Này. Đầu ngón tay em đây. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 dề các bác nhé. Hình số 11 này. 5 dề, em bán 230.000. Tiếp theo hình số 12 này. Có 1 dề này. 2 dề này. Dề này thân già nhiều quá các bác ạ. 3 dề, 4 dề. Mầm gốc đang bật lên các bác nhé. Đây. Đây, hình số 12 với hình số 11 nó sàn sàn như nhau cả. Em bán 230.000 cho hình số 12. Tiếp theo hình số 13 này. Hình này có rất là nhiều dề. Cực kỳ nhiều dề luôn. 220.000. Mầm gốc đang lên này. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề, 6 dề, 7 dề, 8 dề.
9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ. Ui giời, hình này mua lợi quá các bác ạ. Đi làm giống là cái hình này quá tuyệt vời. Em bán quá thể rồi đấy các bác ạ. Đang lên cái hình này phải 250. Hình số 13 nhá. Quá thể luôn, 220.000. Tiếp theo hình số 14. 230.000. Hình này còn hình bên kia là nhiều mầm hơn các bác ạ. Tuy nhiên là hình này cũng rất là đẹp, thân to hơn. 1 dê này, 2 dê, 3 dê, 4 dê, 5 dê, 6 dê, 7 dê, 8 dê, 9 dê. Cái dê này to đẹp các bác nhá. Hình số 14 này, 230.000. Tuần trước sai hoa lắm các bác nhá, đây những cái mắt hoa đây. Bây giờ qua mùa hoa rồi, thân nó bây giờ thân nó tóp vào, nó nuôi thân tơ rồi các bác nhá. Tiếp theo hình số 15 này, 220.000. 1 dê này, 2 dê, 3 dê này, mầm gốc đang lên này. 4 dê này, 5 dê này, 6 dê này, 7 dê này, 8 dê này, 9 dê này, 10 dê này. Tính ra mỗi dê hơn 20.000 tí chứ mấy, quá rẻ luôn các bác ạ. Hình số 15 220.000. Hình số 16 là em trồng vào chậu rồi, nếu mà các bác lấy thì em bóc tách ra. Cũng vừa trồng vào thôi các bác nhá. Mà cây nó lên mầm vươn lên nhìn đẹp hơn rồi đấy các bác ạ. Đây. Cái dê này bị gãy mầm gốc nhưng nó mọc lại thôi. Có mầm, có dê bên này mầm gốc còn tốt này. Đấy, cái dề này mầm gốc cũng đang lên này. Đấy, mầm gốc nó đen thấm, con nhìn phải quay rõ mới thấy các bạn đây này. Đấy. Cái dề đen thấm như này thì hoa nó sẽ cực kỳ đậm luôn các bác nhé. Đậm hơn cái bông này nữa này. Hình số 16 đây, 250.000. Bác nào lấy em tách ra khỏi chậu gửi cho các bác. Tiếp theo hình số 17 này, 280.000. Đây, hình này có mầm gốc đang lên này. Đây, cây rất là dài các bác nhá. Đây, cây còn dài hơn cả móc này, móc này móc 70 đấy các bác. Nhưng mà cây cái thân dài này chắc cũng tầm khoảng 60-70. Quan trọng cái dề nó to, mầm gốc nó to đấy các bác nhá. Mọc lại nó to đây. Hình số 17 em bán là 280.000. Tiếp theo hình số 18 là dáng hương đôi cáo đây. Cái giò này em trồng ở chậu gốm nhá. Có rất là nhiều ngọn đẹp, xếp đẹp. Cái giò này mà cho thêm ít phân nữa là cây lên là quá tuyệt vời luôn. Có nhiều ngọn nữa đi. Các bác chăm cái giò này đi khoảng 2 năm là nó vươn lên là nhìn sẽ cực kỳ đẹp. Hình số 18 200.000. Tiếp theo là hình số 19 này. À, những chậu này là chậu cao xếp các bác nhé. Hình số 19 200.000. Đây, toàn cây xếp thẳng thôi. Cái dòng xếp thẳng bây giờ rất là hiếm nhé. Những cái cây lướt thì nhiều nhưng mà cây xếp thẳng thì không có. Bây giờ các bác nuôi tầm cỡ này nuôi khoảng 2 năm, mỗi năm lên 2 cặp lá. Thì nuôi 2 năm nó lên 7-8 cặp lá thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ người ta chơi cáo xếp rất là nhiều. Trụng cáo xếp rất là nhiều các bác ạ. Hình số 19 này. 200.000. Giá quá rẻ luôn. Cáo xếp 200.000 là giá hợp lý nha các bác nhá. Tiếp theo hình số 20 này. Là 220.000. Đều cây xếp. Em sẽ tua nhanh video tí nhá. Quay khá là lâu rồi. Gần 20 phút rồi các bác ạ. Bác nào muốn sưu tầm cáo thì kết bạn Zalo với em. Nếu mà nhìn không rõ em sẽ gửi ảnh qua Zalo cho các bác sau. Tiếp theo hình số 21 này, 220.000. Cũng có 3 cây. Cái hình nào cũng có 3 cây các bác nhé. Những cái dòng cao xếp này. Hình 22 là cũng 220.000. Này, cây này đẹp quá này. 3 cây đẹp mê ly luôn. Tiếp theo hình số 23 này, 220.000. Cũng 3 cây, 3 ngọn như nhau cả các bác ạ.
Tiếp theo hình số 24, 220.000. Cây này bản lá to, bản lá ngắn to các bác nhé. Tiếp theo hình số 25, 200.000. Hình này có 6-7 ngọn cơ các bác ạ, trồng vào chậu gốm. Tiếp theo hình số 26 này, 220.000. Cái chậu này bản lá to, bản lá ngắn rất là đẹp, 220.000. Tiếp theo hình số 27 này. Cái giò này hình như có 4 ngọn các bác ạ. 4 ngọn các bác nhá. Hình số 27 200.000. Tiếp theo hình số 28 này. Bản lá ngắn. Đây, nó lá nó cũng tầm khoảng 20 sen, hơn 20 sen tí thôi các bác. Hình 28 là 220.000, cũng có 3 cây. Tiếp theo hình số 29 là 200.000. Cây nào cũng xanh mướt bóng mượt các bác ạ. Tiếp theo hình số 30, một cái giò tam bảo sắc này, 150.000. Trồng thuần rất là lâu rồi các bác nhá. Tiếp theo là hình số 31, em có lan lan trúc các bác ạ. Người dân lấy về cho một đống này. Cái lan trúc này hoa cũng rất là đẹp các bác nhá. Hình số 31 100.000, có rất là nhiều luôn. Cây cực kỳ dài, đi các bác mình ghép vào gỗ nhán này. Mình cứ buộc vào xong là để nó thế đấy, nằm xuống, lướt xuống như thác đổ thôi, kiểu đấy. Trời, cái hình em bán rẻ quá các bác ạ. Một đống luôn, cực kỳ nhiều luôn. 100.000 hình số 31. Tiếp theo hình số 32 em có hai cây, một đôi đại lan Huệ Đồng lá xếp. Cái đôi này thì đi các bác ạ, chấn vườn là quá tuyệt vời. Em chưa gặp cái đôi đại lan Huệ Đồng nào mà to như vậy các bác ạ. Bản lá thì cực kỳ to và cây xếp rụt các bác nhé. Một cặp, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 cặp lá cơ các bác ạ. Ui giời, đẹp chưa, to chưa các bác. Bây giờ cây đang có nụ hoa các bác nhé. Hoa của dòng này thì rất là to đẹp. Cái dòng đại lan này ở miền Nam